là người trả tiền chi phí vận chuyển, chi phí chuyến bay là lại phải làm việc có trách nhiệm, không thể đã lấy nhận tiền vận chuyển của em rồi xong rồi đùng một phát để về đến sân bay như thế này để báo là mất của em được. Quá nhiều trường hợp báo mất rồi mà mất ăn cắp theo đường chơi chứ một người đúng như các chị nói không thể bê được cái kiện hàng đấy của bọn em được. Đây là đoạn video được một người phụ nữ đã bị trộm đồ ở sân bay trong chuyến đi sang Thái Lan được chia sẻ trên mạng xã hội vào tháng 1 vừa qua. Những vụ việc người dân bị mất đồ trong hành lý tại sân bay không phải là chuyện hiếm. Ngay trong ngày 12 tháng 1 vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 trường hợp nhân viên bốc xếp ở sân bay Nội Bài có hành vi lấy trộm đồ và dùng dao rạch kiện hàng để moi hành lý. Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng không, năm 2013-2014 có 12 vụ mất trộm hàng hóa trong hành lý. Ai có thể trộm đồ trong sân bay? Chưa có câu trả lời chính thức cho câu hỏi này, nhưng các cơ quan chức năng đã cho rằng các vụ mất cắp xảy ra trong khu vực hạn chế, không có người nào bên ngoài mà chỉ có lực lượng trực tiếp tham gia vào các dây chuyền vận chuyển trong khu vực này. Làm thế nào để lấy trộm đồ trong vali? Đây là những hình ảnh của nhiều người dân đã bị mất đồ tại sân bay chia sẻ trên mạng xã hội. Cách nhanh nhất là rạch, hoặc là tháo băng dính ra và dính lại. Còn một cách khác, thậm chí là không cần rạch đồ. Những chiếc vali có thể trở lại nguyên dạng với một mánh khóe rất đơn giản.